Hồng Sơ Si Bít. Tình cảm giữa Nhật Ba và Dương Dương. Viên Mang Nghiên bị phong sát, Lộ Tư e ngại Lệ Dĩnh. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoàng ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoàng ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Chị Lộ Tư e ngại chị Lệ Dĩnh. Bộ tinh hàn sán lạn của chị Lộ Tư lên sóng trực tiếp đối đầu với hạnh phúc đến vạn gia của Lệ Dĩnh. Tuy nhiên vì đề tài khác nhau nên dù bên nào có thua thì cũng không đến mức quá xấu hổ. Chỉ là chuyện đối đầu với Lệ Dĩnh khiến phía chị Lộ Tư khá lo lắng. Đừng thấy Lộ Tư thường xuyên động chạm đến Lệ Dĩnh, còn không ngại tự gọi mình Triệu Lệ Dĩnh 2.0. Nhưng trên thực tế khi tranh đấu trực tiếp với tiền bối thì trong lòng cô ấy cảm thấy lo sợ. Chỉ có điều chị Lộ Tư đã tìm ra được cách ứng phó rồi. Dù sao thì cô ấy cũng giỏi thao túng dư luận. Tinh hàn sán lạn mà flop thì cô ấy sẽ bán thảm. Phim mà đạt được hiệu quả phát sóng ổn thì sẽ tích cực tuyên truyền thổi phồng lên. Viên Băng Nghiên có bị phong sát hay không? Nếu xét về bản chất thì vụ của Viên Băng Nghiên không khác vụ của Phạm Băng Băng và Đặng Luân là mấy. Nhưng còn việc cô ấy có bị phong sát không thì rất khó nói. Nói chung khi nghệ sĩ làm ra chuyện lớn thì truyền thông trung ương sẽ vào cuộc và lên tiếng. Chỉ cần truyền thông trung ương lên tiếng thì nghệ sĩ chắc chắn sẽ không còn đường lui. Nhưng đến tận bây giờ truyền thông trung ương vẫn chưa có động thái gì về vụ của Viên Băng Nghiên. Điều này có nghĩa nghệ sĩ vẫn chưa đến mức tuyệt đường. Dù vậy, Viên Băng Nghiên cũng sẽ bị thị trường phong sát sương sương. Trước mắt thì phim của Viên Băng Nghiên không được chiếu, tài nguyên tốt không tìm đến và có khả năng phía Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ thay cô ấy. Tỉnh Bách Nghiên không định công khai với Nưu Văn. Nưu Văn bị phát hiện đến ở tiểu khu của tỉnh Bách Nghiên 3 ngày liền, dân mạng đến bây giờ cũng không còn quá hứng thú đến chuyện tình yêu của hai người họ nữa. Chỉ là bộ phim mà tỉnh Bách Nghiên hợp tác với Đàm Tùng Vận vừa mới đóng máy. Nếu những tin tức tình cảm mà xuất hiện nhiều như vậy thì sẽ khiến khán giả không còn hứng thú với couple của hai người nữa. Lúc đó lại ảnh hưởng đến phim. Chỉ có điều tỉnh Bách Nhiên cũng không có ý định cùng bạn diễn nữ sao tác. Tình yêu đối với anh ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. Vương Nhất Bác không rời Nhạc Hoa. Trong mấy tháng qua, fan Vương Nhất Bác đều hy vọng anh ấy sẽ kết thúc hợp đồng với Nhạc Hoa. Nhưng chuyện này nào không thể. Vương Nhất Bác hiện đang là trụ cột của Nhạc Hoa, mà Nhạc Hoa sắp nên yết nên rất căng thẳng, chắc chắn sẽ không thể để một ngôi sao xin lỗi nhận như thế rời đi. Mặc dù Vương Nhất Bác hiện tại phát triển rất tốt, nhưng nếu chọn đơn thương độc mã, không có Nhạc Hoa làm chỗ dựa và mở ra các mối quan hệ thì anh ấy khó mà đạt được những thành tựu lớn. Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa chính là đôi bên cùng có lợi. Quan hệ ngoài đời của Dương Dương và Địch Đệ Nhật Ba khá tốt, nhưng họ không hẹn hò, chỉ đơn giản là đối đáp mà thôi. Địch Đệ Nhật Ba tin tức phim mới luôn được bảo vệ rất kín kẽ, người hâm mộ cô ấy cũng biết rõ điều này. Hầu hết tin tức đều là gần có thông báo chính thức mới bắt đầu nhả tin. Trước mắt hiện tại cô ấy có liên hệ với hai dự án khá lớn, đó là Phong Cảnh Bên Đây và Nữ Cảnh Sát Trưởng. Phong Cảnh Bên Đây căn bản là dự án để lấy thưởng, còn Nữ Cảnh Sát Trưởng cũng là một bánh tốt, đạo diễn Trương Vĩnh Tân của thời đại thức tỉnh. Vì đạo diễn này đã sản xuất ra khá nhiều phim danh tiếng. Điều không chắc nữa là liệu Nhật 3 năm nay có phải quay phim, trả nợ nền tảng hay không. Đây là những phim muốn vứt đi cũng không được. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.